Hey AMI báo cáo, Trung Quốc là nước nguy hiểm nhất đối với quyền dân sự của công dân. Hôm 25 tháng 6, VOA đưa tin, Trung Quốc được xếp hạng là quốc gia tồi tệ nhất về sự an toàn từ nhà nước và quyền hồi hộp. Theo báo cáo nhân quyền của sáng kiến đo lường nhân quyền, hay AMI, hay AMI đã giám sát hoạt động nhân quyền của nhiều quốc gia từ năm 2017. Năm 2022, hay AMI bắt đầu theo dõi quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Trung Quốc đạt điểm kém nhất trong chỉ số này. Tổ chức này kết luận rằng Trung Quốc là quốc gia có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới, đứng sau Kazakhstan, chịu trong quyền không bị bắt giữ tùy tiện. Hay AMI theo dõi các quyền dân sự và chính trị thông qua cuộc khảo sát phân phát cho các chuyên gia nhân quyền như nhà báo, nhân viên tổ chức phi chính phủ và luật sư. Hồng Kông cũng đã ghi nhận sụt giảm chỉ số Hay AMI, đặc biệt trong lĩnh vực tự do hồi họp và tự do ngôn luận sau cuộc đàn áp phong trào dân chủ vào năm 2019 và 2020. Để dễ so sánh, chỉ số quyền dân sự và chính trị của Đài Loan là 7.4, Trung Quốc là 1.9 và Việt Nam là 2.7, không khá hơn Trung Quốc là bao nhiêu.